Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Good morning, church. Xin chào Hội Thánh. Do you guys mind standing to your feet? Để có thể được, xin Hội Thánh cũng đứng lên. I want to ask that we just pray before we get started and then also just be able to greet somebody that we haven't said hello to today. Tôi muốn chúng ta có cơ hội để chúng ta cầu nguyện dâng lòng của mình và cũng có cơ hội để chúng ta chào một anh chị em nào đó bên cạnh chúng ta. Let's pray. Chúng ta cầu nguyện. Lord, this morning, Lạy Chúa buổi sáng hôm nay, we honor you. Chúng con tôn cao Chúa. But we know that you're here with us. Thì chúng con biết rằng Chúa đang ở đây với chúng con. That your Spirit is here with us. Thánh Linh của Chúa, Đức Thánh Linh đang ở đây với chúng con. Today we honor you. Lạy Chúa hôm nay chúng con tôn trọng Chúa và chúng con trân quý tăng mỹ Ngài. Having all the faith in who you are. Có đức tin của chúng con đặt nơi Chúa một cách trọn vẹn. Knowing that you have the best plans for our lives. Biết rằng Chúa Ngài có chương trình tốt nhất cho mỗi đời sống chúng con. Knowing that you have dominion over all darkness. Chúng con cũng tin chắc và biết rằng Ngài toàn quyền tẩy trị và thống trị ở trên tất cả mọi việc ở trên thế gian này, luôn cả công việc của thế giới tôi. Knowing that your love and sacrifice has truly conquered sin. Chúng con cũng biết rằng bởi tình yêu của Chúa và sự hy sinh của Chúa tại thập tự giá mà Chúa đã đắc thắng tội lỗi. And today, Lord, và hôm nay, we give you all the honor and praise that you deserve. Chúng con dâng cho Chúa tất cả những sự tôn quý, tôn trọng và ngợi khen mà Chúa Ngài xứng đáng để nhận. We honor you, Lord, in Jesus' name. Và Chúa chúng con quý Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Giêsu. Amen. 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 Before you sit down, trước khi anh chị em ngồi, go say hello to one or two people. Xin chúng ta đi và chào một vài người xung quanh chúng ta. Say hello to one or two people. Xin chúng ta chào đón, gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho một hai người xung quanh chúng ta. Amen. What a great time to be here this morning. Anh chị em thật là phước hạnh để chúng ta có mặt ở đây trong buổi sáng hôm nay. I'm excited to be here this morning to be able to preach and to speak and bring God's word. Tôi rất là phấn khích để có mặt ở đây buổi sáng hôm nay để cùng thờ phượng Chúa với anh chị em và cũng để chia sẻ lời của Chúa. And maybe for many of you in the room. Có thể đối với một số người trong chúng ta ở tại phòng thờ phượng này. There's also an anticipation in your heart of what God's going to do. Tức là có một cái lòng mong đợi những gì Chúa đón chào, những gì Chúa Ngài sẽ làm trong những ngày sắp đến. And I want to say this is if you're waking up every day not anticipating what the Lord's going to do. Tôi muốn nói điều này, nếu anh chị em mỗi sáng thức dậy mà không có một cái lòng mong đợi những gì Chúa Ngài chuẩn bị làm. What faith are you truly putting in your Lord for the day? Thì anh chị em thật sự đặt lòng tin với Chúa cho điều gì cho ngày hôm đó? The faith that we have in our God is a God who is living, a God who is moving, a God who is truly alive. Đức tin của chúng ta nơi Chúa của chúng ta là đấng hằng sống, là đấng vẫn hành động và năng động làm việc trong đời sống của chúng ta. We don't have wishful thoughts towards our God. Chúng ta không có những cái ước mơ, chỉ là những cái tư tưởng đối với Chúa của chúng ta. We have the boldness and confidence in who he is. Nhưng mà chúng ta có một sự dạn dĩ, đặt lòng tin nơi Chúa vì Ngài là ai trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. So, something happens tomorrow. Anh chị em, ngày mai sẽ có điều xảy ra. Before, trước đây, fasting was one of the harder things in my relationship with God. Kiêng ăn là một cái điều rất khó cho tôi trong mối liên hệ của chúng tôi với Chúa. I mean, who doesn't like food? Ai mà không thích ăn? And then other things is who likes to really give things up? Ai mà lại muốn buông bỏ những cái điều mà mình thích ở trong đời sống của mình? Every year, mỗi năm, fasting happens right after my birthday. Thì kiêng ăn thường là xảy ra ngay sau sinh nhật của tôi. So I always tell my family. Cho nên tôi thường hay nói với gia đình của tôi. For my birthday, we better eat really good. Đó là trong ngày sinh nhật của tôi, chúng ta phải ăn cho thật là ngon, thật là no. Because tomorrow we're having tofu. Vì ngày hôm sau thì chúng ta có thể chọn ăn đậu hũ. And it's not the favorite thing to eat. Nó không phải là cái loại thức ăn mà thích lắm. You know, this past year. Anh chị em biết năm vừa qua. And when we look back at the last time our church had 21 days of prayer and fasting. Thì chúng ta nhìn lại và chúng ta nhớ lần cuối mà hội thánh của chúng ta cùng nhau có 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện. I'll never forget it. Thì tôi không thể nào quên được.
We started out as a church. Chúng ta là hội thánh, chúng ta đã bắt đầu cùng nhau fasting for 21 days. Kiêng ăn trong 21 ngày. But wanting more after that. Nhưng mà rồi chúng ta không dừng lại mà chúng ta mong muốn được nhiều hơn. I believe that the truth behind fasting is when you can truly sacrifice to the Lord, you realize that whatever it was that you sacrificed was truly not better than himself. Anh chị em, chúng ta đã khám phá ra một điều, đó là những gì chúng ta hy sinh, chúng ta từ bỏ để chúng ta tìm kiếm Chúa, thì chúng ta đã khám phá ra một điều Chúa quý hơn và tốt hơn tất cả những điều đó vô cùng. So when I think about 21 days of prayer and fasting, nên khi nghĩ đến ngày mai là bắt đầu 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện, I'm excited. Tôi rất là háo hức chờ đợi. I never thought I would be one to say I'm excited and ready to fast. Tôi chưa hề nghĩ rằng tôi sẽ có ngày đứng đây và nói rằng tôi háo hức để chờ kiêng ăn cầu nguyện. But what I've experienced and what I know through my time of fasting and praying is that it changed my life. Đó là điều mà tôi biết, là bởi vì kiêng ăn cầu nguyện đã thay đổi đời sống của tôi. And actually last 21 days of prayer and fasting, the Lord put it in my heart to go past 21 days. Và lần trước khi chúng ta có chương trình 21 ngày thì Chúa đặt để trong lòng của tôi và tôi tiếp tục đi xa hơn là 21 ngày. And it was challenging. Có nhiều cái thách thức đó. But by far one of the best decisions that I've made for the Lord. Nhưng mà đó có thể là cái quyết định tốt nhất mà tôi đã thực hiện trước mặt Chúa. Now today we're going to speak about fasting. Hôm nay chúng ta sẽ nói về kỳ kiêng ăn. But I want us to look at different aspects of fasting. Nhưng mà tôi muốn mời anh chị em để chúng ta sẽ cùng nhìn từ một cái góc nhìn khác hơn đối với sự kiêng ăn. Maybe for some of you in this room, fasting doesn't look like you would think it would. Có thể có ai đó ở trong chúng ta tại đây kiêng ăn đối với các anh chị thì nó không có giống như điều chúng ta nghĩ. Maybe in this room, none of you have ever fasted before. Có thể có người trong chúng ta tại đây chúng ta chưa từng kiêng ăn trước đây. Maybe for some of you, you've tried fasting and you gave up halfway. Có thể chúng ta có ai đó đã bắt đầu và chúng ta đã bỏ cuộc giữa chừng. And many of you may say, well, with fasting, Pastor, honestly, food isn't a satisfaction to my heart, so I don't do it. Có người trong chúng ta thì nói rằng từ bỏ thức ăn mà kiêng ăn thì đối với tôi đó không phải là một cái điều làm thỏa lòng, cho nên tôi không bao giờ kiêng ăn. But it doesn't have to be. Nhưng mà chị em, nó không nhất thiết phải như vậy. And fasting in my life and fasting in my relationship with the Lord has always shown to be giving something up to the Lord that's taken more time in my life than spending time with him. Anh chị em, đối với tôi thì kiêng ăn là từ bỏ những cái điều mà nó chiếm thì giờ của tôi nhiều hơn là thì giờ tôi dành để tương giao với Chúa. Or giving up something in my life that I depend on and rely on more than him. Và từ bỏ cái điều mà tôi đã nương cậy vào nó hơn là học nương cậy nơi Chúa. And during times of fasting, I'm being tested. Và trong thời giờ kiêng ăn thì tôi có thể nói rằng trải qua một sự thử nghiệm. My emotions, về tình cảm của tôi. My heart, tấm lòng của tôi. My thoughts, những cái tư tưởng suy nghĩ của tôi. For many of us, during fasting, đối với nhiều người trong chúng ta trong khi chúng ta kiêng ăn, you realize the need of all of the other things in your life that you put before God. Và chúng ta nhận biết được là chúng ta đã dành quá nhiều cái tấm lòng của chúng ta ưu tiên cho rất là nhiều điều ưu tiên hơn Chúa trong cuộc đời của chúng ta. There's been many challenges that have come in my life. Có rất là nhiều cái sự thách thức mà tôi đối diện trong đời sống của tôi. But being tested, nhưng mà khi chịu thử nghiệm, I've truly learned that it brings endurance. Thì tôi học được đó là đòi hỏi một cái sự bền bỉ để chạy một cách bình thường. Now some people may see obstacles and other conflicts that come into your life as a sore spot in your life. Anh chị em, có nhiều người trong chúng ta có thể chúng ta nhìn những cái thách thức, những cái thử thách ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta xem nó như là một cái vết thương đang lở lé ở trong đời sống của chúng ta. But this past year something that I've learned. Nhưng mà trong năm qua thì có điều tôi đã học được. And I want to read it out of James chapter 1 really quick and we'll move on to the main scripture for today. Tôi muốn đọc mà ở trong sách Gia Cơ mấy câu rồi chúng ta sẽ đi vào trong bài giảng hôm nay. In James chapter 1 verses 2 and 4 it says, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy." Gia Cơ chương 1 từ câu 2 cho đến câu số 4, thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn.
So let it grow. Hãy để sự kiên nhẫn phát huy. For when your endurance is fully developed, you'll be perfect and complete, needing nothing. Vì khi sự kiên nhẫn phát huy hiệu lực của nó, thì chính anh em sẽ được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. And during my times of fasting, ở trong thời kỳ mà tôi kiêng ăn, it is my chance personally to expand the endurance that I have in my faith in Christ. Đó là cái cơ hội để tôi có thể nới rộng cái sự kiên nhẫn cũng như là sự bền bỉ của tôi ở trong đời sống của tôi. And it's not easy. Nó không phải là việc dễ. One of the things that I've mentioned, một trong những điều mà tôi nhắc đến, I've talked about going to the doctor a lot. Tôi trong những ngày qua có nói đến việc đi gặp bác sĩ rất là nhiều. But why do you think it is that before you get blood work done, that your doctor will call you and say, "Hey, make sure you're fasting that day before you come to me"? Anh em có bao giờ nghĩ tại sao trước khi chúng ta đi lấy máu để xét nghiệm, thì văn phòng của bác sĩ thường gọi điện thoại nhắc chúng ta là nhớ nhịn ăn nha trước khi mình được rút máu? Why do they want to know these numbers about my body before I can even eat anything? Tại sao họ muốn biết những cái con số nó thể hiện ở trong máu của tôi để biết về nhiều điều ở trong chứa ở trong máu của tôi trước khi tôi gặp gỡ bác sĩ? The doctors want a baseline of where your body is without anything else interfering with it. Họ muốn rút máu để thử ở trong cái giai đoạn chúng ta chưa ăn gì, để muốn xây dựng một cái nền của cái mức độ của máu của chúng ta và sức khỏe của chúng ta trước khi chúng ta cho những thức ăn vào để nó ảnh hưởng và nó làm xáo trộn cái nền tảng đó. So my question this morning, cho nên câu hỏi của tôi đối với anh chị em buổi sáng hôm nay, is, do you know your baseline with Christ? Anh chị em có biết cái con đường căn bản ở trong mối liên hệ của anh chị em với Đấng Christ không? Before anything's affecting it. Trước khi những điều ở trong trần gian này, ở trong cuộc đời của chúng ta, nó ảnh hưởng đến mối liên hệ đó. Do you know where your faith stands with Christ? Anh chị em có biết đức tin của mình đang đứng ở vị trí nào với Chúa không? Because during times of fasting, bởi vì trong thời gian kiêng ăn, you'll know where your faith really relies on. Chúng ta sẽ sống khám phá đức tin của chúng ta dựa trên điều gì. You'll know exactly what it is in your life that takes precedence over spending time with the Lord. Và chúng ta cũng sẽ thấy một cách rất là rõ và chính xác chúng ta đã để những điều gì cao hơn, ưu tiên hơn là thì giờ chúng ta dành với Chúa. You'll know what is your crutch that you rely on when you don't trust in the Lord. Ở đâu là cái gậy chống của chúng ta trong đời sống của chúng ta thay vì chúng ta tin cậy nơi Chúa hoàn toàn. I want to read a couple of scriptures for us from Joel chapter 2. Tôi muốn đọc một số câu kinh thánh ở trong sách tiên tri Joel chương 2. And it's verse 12 to 17. Từ câu 12 cho đến câu số 17. I just want to read a few and then we'll get started. Tôi sẽ đọc một số câu rồi chúng ta bắt đầu suy gẫm. In Joel chapter 2, this portion of scripture we're about to read is a call to repentance. Cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta sắp sửa đọc ở tại đây, đây là cái lời kêu gọi cho sự ăn năn. Says, that is why the Lord says, turn to me now while there is time. Give me your hearts. Come with fasting, weeping and mourning. Đó là lý do Đức Giê-hô-va phán. Bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta. Hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn. Don't tear your clothing in your grief, but tear your hearts instead. Đừng xé áo nhưng hãy xé lòng của con. Return to the Lord your God, for he is merciful and compassionate, slow to get angry and filled with unfailing love. He is eager to relent and not punish. Hãy trở về với Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các con, vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu tình thương, đổi ý không giáng tai họa. And who knows, perhaps he will give you a reprieve, sending you a blessing instead of this curse. Perhaps you will be able to offer grain and wine to the Lord your God as before. Biết đâu Ngài sẽ quay lại đổi ý để lại phước lành sau Ngài, cho các con có cơ hội để dâng tế lễ chay, lễ quán lên cho Jehovah Đức Chúa Trời của các con. Blow the ram's horn in Jerusalem. Hãy thổi kèn trong Siôn. Announce a time of fasting. Hãy định ngày kiêng ăn. When I look at this scripture, khi tôi nghiên cứu phần kinh thánh này, you know, it reminds me of what actually happens during my time of fasting. Nó nhắc nhở tôi điều gì thật sự đã diễn ra trong thời kỳ tôi kiêng ăn cầu nguyện. I've met and I've spoken with a few people when it comes to fasting. Tôi đã có dịp gặp cũng như có những câu chuyện trao đổi với những người khác liên quan đến cái đề tài của sự kiêng ăn. There are a few people that
in the categories that come to mind when we talk about fasting. Anh chị em có một số người mà trong tâm trí tôi liền nghĩ đến khi nói đến cái đề tài kiêng ăn thì có một số người tôi liền nghĩ đến họ. You have the person who's all in. Có những người là kiêng ăn hoàn toàn và bước vào ở trong sự kiêng ăn một cách hết lòng. You have the person who's halfway. Có những người thì đi nửa chừng hay là đi một cách nửa vời. Or you have the person that's no way. Rồi có một cái dạng người đó là không bao giờ có cái chuyện kiêng ăn. I don't know where you fit. Tôi biết anh chị em thuộc về hạng nào. I don't know which category you are. Tôi biết anh chị em thuộc về dạng nào. But for a long time. Nhưng mà đối với tôi trong một thời gian rất lâu. I was the no way. Tôi là cái người nói rằng không bao giờ có chuyện kiêng ăn. There is no way I'm gonna make it during this time of fasting. Không thể nào tôi có thể trải qua được cái kỳ kiêng ăn cầu nguyện. How am I going to give up eating food? Làm sao để tôi có thể bỏ cái việc ăn uống được? Or for some of us, how am I going to give up social media? Có người khác thì tại sao tôi có thể bỏ được cái mạng xã hội là cái sinh hoạt chiếm nhiều thời giờ của Maybe tôi? Maybe how am I going to give up watching TV? Sao tôi có thể từ bỏ cái việc xem TV mỗi ngày? If you begin to start to list things in your life, how could I give this up? There's no way I could give this up. Anh em, nếu chúng ta bắt đầu ngồi xuống và chúng ta liệt kê ra những thứ mà chúng ta phải từ bỏ khi chúng ta đi vào trong kỳ kiêng ăn, thì chúng ta có thể kết luận rằng không cách nào, không thể nào tôi có thể từ bỏ những điều đó. Then you're already entering into the time of fasting with the wrong heart. Thì nếu chúng ta có một cái lối suy nghĩ và lập luận như vậy, thì cái tấm lòng của chúng ta bước vào ở trong cái kỳ kiêng ăn đã sai lầm. There's been times in my life. Có những lúc ở trong đời sống của tôi. Where I've said I'm gonna fast. Tôi nói rằng tôi sẽ kiêng ăn. And I make it 2 or 3 days. Rồi tôi đã đi được chừng 2-3 ngày. There are times that I try to fast. Rồi có những lúc mà tôi cố gắng để kiêng ăn. And I made it through the afternoon. Tôi chỉ đi được đến giữa trưa của ngày đó thôi. There are times that I try to fast. Có những lúc tôi tìm cách mà thử để kiêng ăn. And I cheated. Thì tôi lại gian lận trong việc này. There are times that I fast. Có những lúc tôi kiêng ăn. And I made excuses. Thì tôi đã viện dẫn những cái lý do để từ chối. It's okay. God will understand. I'm just gonna have this cookie because I really want it. Chúa hiểu mà, thôi tôi chỉ ăn cái miếng bánh ngọt này thôi. Chúa cảm thông mà. God will understand. Chúa hiểu tôi mà. I can't fast Facebook. Tôi không thể nào kiêng bỏ Facebook. Because how else will I contact people? Vì có cái cách nào khác để tôi có thể liên lạc với những người mà tôi đang phục vụ giữa họ? We start to make up these things. Thì chúng ta bắt đầu dựng dựng những cái lý do và chúng ta tạo nên những cái lý do để chúng ta từ chối. No, I cannot fast, Pastor. I won't have energy at work. Mục sư ơi, tôi không thể nào kiêng ăn được bởi vì tôi sẽ không có sức để làm việc ở tại sở làm. No, Pastor, you don't understand. I have a medical condition. Mục sư không hiểu, tôi có bệnh ở trong thân thể và tôi không thể nào nhịn ăn được. It's called being hungry. Cái đó gọi là đói. And I'm hungry all the time. Tôi thì luôn luôn đói. I eat 3 meals a day at least. Phải ăn ít nhất là 3 buổi một ngày. Oh, what do you mean you want me to give up eating? Ý của mục sư muốn nói gì khi mục sư bảo là tôi nên kiêng ăn và không ăn cái gì? How can I give up food and just pray? My stomach's going to be hungry. Làm sao để tôi có thể từ bỏ thức ăn để dành chia cầu nguyện khi mà bụng của tôi nó lên tiếng là đói quá? I used to be just like that. Tôi vốn giống như vậy. I used to think that all the time. Tôi cũng nghĩ luôn luôn như thế này. And things have started to change. Và rồi thì việc bắt đầu thay đổi. I'll have days during the week. Tôi có những ngày trong tuần. Where I just say today I'm just going to fast today. Là tôi nói rằng hôm nay tôi sẽ kiêng ăn. I'm just not going to eat anything today and just focus and pray and really intercede and really dig deep and get close with the Lord. Hôm nay tôi sẽ không ăn gì hết và tôi sẽ tập trung vào và có thể chung chân nơi đồng lũy và tìm kiếm Chúa. I used to be somebody that only fasted when the church did 21 days of fasting. Trước đây thì tôi là một trong những người chỉ kiêng ăn khi nào hội thánh có chương trình kiêng ăn. And then I realized the significance and the importance of fasting. And how many times you see it in the Bible that it's not just, oh, this month's 21 days of fasting, so this is the only time I need to fast. Tôi vốn đã suy nghĩ đó là tháng này là tháng kiêng ăn, thì trong cái khoảng thời gian này là cái lần duy nhất
là cái phần duy nhất mà tôi sẽ kiêng ăn. I want to share with you three things today. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều hôm nay. And in the three things that I share, I hope that you understand that fasting alone is not just one thing that you do. There's other things a part of fasting. Và tôi sẽ chia sẻ để trong những điều này anh chị em thấy rằng chỉ kiêng ăn mà thôi thì không đủ để chúng ta có một sự kiêng ăn đầy kết quả. The first one. Thứ nhất, as easy as this one is, rất là dễ để chúng ta có thể thấy ở tại đây. This is where many of us, đây là chỗ mà nhiều người trong chúng ta, if not all of us, nếu không nói rằng tất cả chúng ta, fail when it comes to fasting. Chúng ta đã thất bại khi nói đến kỳ kiêng ăn. Fasting, kiêng ăn, has to be paired, phải cộng với, with prayer, cầu nguyện. And you may think, anh chị em có thể nghĩ, of course, Pastor Sam. Mình xem cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên rồi. But there's many of us in the room. Nhưng mà rất là nhiều người trong chúng ta có mặt ở trong phòng thờ phượng này. Who will fast? Chúng ta có thể kiêng ăn. And not pray. Nhưng mà lại không cầu nguyện. And just have a glorified diet for the month. Thì thật ra mình chỉ có một cái kỳ nhịn ăn mà mình tôn vinh nó ở trong một tháng. Because in times where you're hungry, instead of praying and seeking after the Lord, you're just saying, I can't believe I'm fasting. Why am I fasting? I'm so hungry right now. Và thay vì trong lúc chúng ta cầu nguyện và bụng chúng ta đói thì chúng ta tập trung vào Chúa và chúng ta cầu nguyện thì chúng ta lại lẩm nhẩm ở trong miệng của chúng ta đó là tôi không tin nổi là tôi lại ghi danh để mà kiêng ăn ở trong những ngày này. Or during the times of fasting, you're just thinking about I'm so hungry. Và suốt ở trong lúc mà mình kiêng ăn thì cứ nghĩ luôn cái chuyện đó là tại sao tôi đói quá như thế này. Look at what scripture says right here. Chúng ta hãy để ý lời của Chúa nói tại verse 12 and 13 says, this is why the Lord says, turn to me now while there is time, give me your hearts, come with fasting, weeping and mourning, don't tear your clothing in your grief. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn, hãy xé lòng các con chứ đừng xé áo. The next verse is, but tear your hearts instead. Hãy xé lòng của mình thay vì xé áo. I think that during our times of fasting, we have the wrong mindset and idea of it because our physical mind and our body physically can't comprehend what fasting does for us. Anh chị em, lý do mà chúng ta không thể nào có thể kiêng ăn một cách hiệu quả được là bởi vì tâm trí của chúng ta suy nghĩ và không thấy tới được cái phước hạnh và cái kết quả của sự kiêng ăn là như thế nào. When I say you can't do fasting without prayer, it means that one is not better without the other. Anh chị em, khi tôi nói rằng kiêng ăn phải cộng theo cái sự cầu nguyện thì chúng ta thấy rằng không phải là cái việc này tốt hơn việc kia, nhưng mà cả hai khi hiệp lại chung với nhau thì nó đem lại lợi ích rất là lớn. I think for many of us when it comes to fasting, you forget why it is that you actually are doing it. Và nhiều khi chúng ta trong lúc kiêng ăn mà chúng ta đã thất bại đó là bởi vì chúng ta không hiểu lý do thật tại sao chúng ta kiêng ăn. And for many of us, we join in with the idea of understanding the concept of fasting. Và chúng ta nhiều khi chúng ta gia nhập vào ở trong cái kỳ kiêng ăn với Hội Thánh, nhưng mà cá nhân của chúng ta thì không thật sự hiểu cái lý do tại sao. But we forget of the reasoning of drawing our attention even more to the Lord. Và chúng ta quên đi cái điều hết sức là quan trọng đó là chúng ta kéo cái sự chú ý của chúng ta tập trung vào Chúa. That as we fast and give things up. Khi chúng ta kiêng ăn hoặc là từ bỏ những điều trong đời sống. That time is supposed to be spent with the Lord. Cái thời gian đó đáng lý là chúng ta phải tập trung và dành thời giờ với Chúa. That time is supposed to be spent praying and connecting your hearts with the Lord. Cái thời gian đó phải là cái thời gian mà chúng ta cầu nguyện và nối kết tấm lòng của chúng ta với Đức Chúa Trời. But instead, many of us find that times of fasting, it actually frees up a little bit of your schedule. Nhiều người trong chúng ta lại khám phá rằng, oh, kiêng ăn như vậy mình có nhiều thời giờ dư quá. So instead of supplementing that with being closer with the Lord, we just add something else instead of the Lord. Anh chị em, thì thay vì chúng ta có dư những thời giờ đó vì chúng ta không phải lo nấu nướng và làm thức ăn đó, thì chúng ta thấy, ô, bây giờ mình có dư nhiều giờ, cho nên chúng ta lại cộng thêm những thứ khác ở trong đời này thay vì chúng ta dành thời giờ ở riêng với Chúa, tập trung vào Chúa. For instance, I found that when I said, Lord, I'm going to fast social media for the next 21 days. Rồi lấy thí dụ, như là tôi khi một trong những điều mà tôi kiêng bỏ đó là tôi sẽ không sử dụng mạng xã hội trong 21 ngày này. My hours watching YouTube just went even higher. Thì cái thời giờ tôi dành để coi YouTube nó lại cao hơn là cái điều mà tôi nghĩ rằng tôi đã từ bỏ. Because instead of
scrolling on my iPhone looking at what people are doing, I just spent that time instead of praying to the Lord, watching more YouTube videos. Thay vì dành thời giờ để scroll, để lướt Face, thì lại có nhiều thời giờ cho nên lại tập trung vào mở những YouTube lên để coi người ta nói cái gì. But during the time of fasting, nhưng mà chị em trong cái thời gian của sự kiên nhẫn, if you can spend it in the way that truly the Lord wants us to, nếu chúng ta dành cái thời giờ xứng đáng và đúng như điều mà ý của Chúa muốn, turning our hearts towards Him, mang cái tấm lòng chúng ta quay trở lại với chính Chúa, giving Him all of that time that you have sacrificed, dâng cho Chúa tất cả cái thời giờ mà chúng ta đã hy sinh mà để có được, you'll soon learn the benefits of sacrificing something for the Lord, thì chúng ta sẽ sớm thấy được cái kết quả của việc khi chúng ta hy sinh dâng cho Chúa cái thời giờ. You'll soon start to see the benefit of what it is like to add more time in spending with the Lord. Thì chúng ta sẽ thấy cái giá trị của việc khi chúng ta dành nhiều thời giờ hơn với Chúa. I think that with fasting and prayer together, tôi tin rằng khi chúng ta kiêng ăn và cặp theo là có sự cầu nguyện chặt chẽ. This past year, thì ở trong năm vừa qua, one of the game changers, đó là một trong những cái yếu tố đã thay đổi cuộc chơi của Hội Thánh. Was that we fasted and prayed together as a church, but we also joined together every day as a family to spend time with the Lord together. Anh chị em, khi chúng ta kiêng ăn rồi chúng ta lại quy tụ về đây và chúng ta cùng như một đại gia đình, chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện. Where for many of us, đối với nhiều người trong chúng ta, you would fast in your times alone. Để chúng ta có thể là kiêng ăn và ở riêng một mình. During the time of our corporate fasting and prayer. Ở trong cái thời gian mà chúng ta cùng nhau kiêng ăn và hiệp lại với nhau để cầu nguyện. And you would just give up. Để anh chị em đã bỏ cuộc, gãi gắm nửa đường. And you would see during that stage, during that 21 days, other people that are around you were getting closer with the Lord and you were feeling even more distant. Thì anh chị em lại sớm khám phá rằng có những người khác thì thấy dường như họ gần gũi với Chúa hơn, mạnh mẽ hơn. Còn mình thì là thấy còn xa Chúa hơn là cái thời kỳ mình bắt đầu nữa. That you could see that there was a benefit in people's lives who were truly fasting and spending time with the Lord, and it almost felt like, why am I not receiving anything? Và chúng ta có thể thấy được rằng đối với những người khác thì thấy là họ nhận được rất là nhiều cái lợi ích trong cái việc kiêng ăn cầu nguyện. Còn mình thì tại sao mình không có được giống như họ? There are times that I reminisce and look back at the last 21 days of prayer and fasting. Có những cái khoảnh khắc mà tôi ngồi và ôm lại, nhớ lại cái phước hạnh của 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện trong năm rồi. What was done right? Thì đã làm cái gì mà nó kết quả, tôi đã làm cái gì đúng mà đã đem lại kết quả như vậy? Why was the last 21 days of prayer and fasting a game changer for our church? Thì trong lần trước 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện, tại sao nó là một cái yếu tố đã thay đổi cuộc chơi của cả Hội Thánh của chúng ta? I think because for many of us, tôi tin rằng đối với nhiều người trong chúng ta, we understood that the fasting and praying wasn't just about revival conference coming up. Vì chúng ta đã khám phá được một điều, đó là kiêng ăn cầu nguyện không còn là chỉ chuẩn bị cho đại hội phục hưng sắp xảy ra. I think for many of us, we realized. Và nhiều người trong chúng ta đã nhận biết. And I hope this rings clear in everyone's ears. Và tôi hy vọng rằng điều này nó sẽ đem lại một cái âm thanh rõ nhất cho tai của anh chị em. If you're fasting, nếu anh chị em kiêng ăn, just for the benefit of being better at conference, để nhằm mục đích là chúng ta lợi ích hơn và chuẩn bị cho đại hội phục hưng, your relationship with God is situational. Thì mối liên hệ chúng ta với Chúa nó tùy vào hoàn cảnh. Because what happens when conference is over? Bởi vì khi mà đại hội đã bế mạc thì chuyện gì xảy ra? Is that the only time in your life that you fast and truly understand that there's times in your life that you need to sacrifice for the Lord? Thì nếu đó chỉ là cái thời gian duy nhất mà chúng ta dành thời giờ cũng như là hy sinh để chúng ta dành thời giờ với Chúa. I think that for many of us when times are tough in our lives, tôi nghĩ rằng đối với nhiều người trong chúng ta khi cuộc đời của chúng ta gặp những sự khó khăn, instead of fasting and praying to the Lord about the situation, thay vì chúng ta kiêng ăn và cầu nguyện với Chúa về hoàn cảnh của mình, there are things that we do out of our human nature, thì chúng ta đã làm rất là nhiều điều dựa trên cái bản năng tự nhiên của con người. For instance, thí dụ, on a hard day,
trong cái ngày chúng ta gặp khó khăn nhất. When you've had a hard day at work. Khi chúng ta có một ngày ở tại sở làm rất là khó. I don't know if it's just me. Tôi không biết đó là chỉ là cá nhân tôi. But I just want to eat some good food afterwards. Thì tôi rất là muốn đi ra khỏi sở làm ăn một bữa ăn thật là ngon. I just need a good meal to change my mood. Tôi muốn rằng có một cái bữa ăn thật là ngon để thay đổi cái mood của tôi. Or maybe for some of you. Hay là đối với một số anh chị em. You do something called retail therapy. Anh chị em làm cái việc gọi là cái cách để chúng ta có thể đối diện nó, đó là liệu pháp của việc chúng ta xài tiền. Maybe some husbands might hear this at home. Có thể có những người chồng đã nghe điều này ở tại nhà. So your wife may say, I had a hard day, I just need to go out. Là người vợ lên tiếng rằng em hôm nay có một ngày rất là khó ở tại sở làm, cho nên em phải dành thời giờ để đi ra ngoài. And then when they come home through the doors, they're happy, but you see they're holding things in their hands. Chị trở về thì mặt vui mừng, cười tươi và cũng thấy rằng trên tay xách theo mấy cái túi. We find things that we cope with in our lives when we're having tough times or hard times instead of drawing near to the Lord. Và chúng ta đã dùng những liệu pháp khác nhau ở trong đời này để chúng ta đối diện với những cái thách thức, những khó khăn ở trong đời sống, thay vì chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa và nhờ quyền năng của Chúa để thay đổi hoàn cảnh. There's something I want to address. Có điều mà tôi muốn nói đến tại đây. And some people may have said. Có người có thể nói. Pastor Sam. Mục sư Sam. Your messages are very simple for me. Đó là cái sứ điệp của mục sư nó đơn giản quá, nó căn bản quá cho tôi. I said, okay, yeah, I know. Tôi nói rằng không sao, tôi hiểu điều đó. It's because the concepts of what Jesus has taught us are simple. Bởi vì những điều mà chính Đức Chúa Giêsu ngày dạy chúng ta đó thì nó rất là đơn giản, rất dễ hiểu. But we allow our human brain to make it difficult. Nhưng mà chúng ta đã cho phép cái bộ óc của con người chúng ta đó làm cho vấn đề nó trở nên rối rắm. Right? Khó hiểu phải không? So when the doctor calls you and says, before you come to check in, make sure you don't eat. You say, okay, yes sir, okay, yes ma'am, I'll see you there. Bởi vì giống như là bác sĩ gọi điện thoại chúng ta và nhắc chúng ta trước khi đi lấy máu để xét nghiệm thì là đừng ăn gì, đừng uống gì trước khi thực hiện công việc đó. Thì chúng ta liền đáp lời là phải, tôi sẽ thực hiện. But when the Lord asks us to fast and pray, we say, no way. Nhưng mà khi Chúa ngài kêu gọi chúng ta phải định một cái kỳ kiêng ăn thì chúng ta nói rằng sức mấy mới làm chuyện đó thôi, Chúa ngài gọi người khác đi, con không làm. Not a hard concept to teach or preach about, but a hard concept for everybody to learn and understand and obey. Anh chị em, cái ý niệm đó không có khó để chúng ta giảng, nhưng mà cái khó được tại đây là ai có thể hiểu để có thể áp dụng lời Chúa mới là vấn đề. Many of us have created this idea in our minds that fasting has to look like this. Và chúng ta, nhiều người trong chúng ta có thể ở trong tư tưởng chúng ta hình dung kiêng ăn thì nó phải như thế này. Fasting has to be, I need to make sure I'm on the ground at least 10 times a day and I need to make sure that every time I see food I say no way and I need to make sure I'm listening to worship music 24/7. Chúng ta có thể có một cái ý niệm như thế này, đó là trong cái ngày mà tôi kiêng ăn đó, ít nhất tôi phải sắp mặt ở trên sàn nhà 10 lần ở trong ngày. Và mỗi lần mà tôi thấy thức ăn là cái sự cám dỗ gì đó, tôi phải nhìn chỗ khác và tôi phải lẩn tránh nó. Và trong ngày đó thì tôi phải chỉ nghe là nhạc ngợi khen mà thôi. We've made fasting something that's unachievable in our mind, so we'll never do it in our heart. Cho nên chúng ta đã đặt ra và tạo nên một cái bức ảnh ở trong tâm trí của chúng ta về sự kiêng ăn nó khó vô cùng như vậy, để rồi chúng ta không thực hiện nổi sự kiêng ăn ở trong đời sống của chúng ta. But when you look at scripture, why would the Lord say, come to me in fasting, weeping and mourning, and not to tear your clothes out of grief, but your heart? Why would he say these things? Tại sao trong lời của Chúa thì chính Chúa ngài bảo với chúng ta đó là trong cái kỳ kiêng ăn, chúng ta hãy kiêng ăn khóc lóc và đau buồn và xé lòng của mình chứ đừng xé áo. Why did he not say when fasting lay down on the ground 10 times, make sure you worship, make sure you... No, all he said is come to me with your hearts of mourning, come to me, don't worry about the world but bring your heart to me. Why is that what he said? Tại sao Chúa không nói đó là khi ăn thì con phải làm điều này 10 lần ở trong ngày, phải nằm sấp mặt xuống đất, phải làm như thế này, làm như thế kia? Không, Chúa ngài chỉ đơn thuần kêu gọi chúng ta khi đến với Chúa hãy đến với một cái tấm lòng
khóc lóc đau buồn về tội lỗi và cũng như chúng ta xé lòng của mình thay vì chúng ta xé áo. And the reason why? Lý do tại sao? It's because the Lord knows. Bởi vì Chúa biết. He knows that we turn to other things than him all the time. Bởi vì chúng ta thì chạy đi tìm kiếm cái sự giúp đỡ cho những thứ khác cũng như dành thời giờ với nó hơn là dành thời giờ với Chúa luôn luôn. I don't have to preach a 10-point sermon on how to make fasting even more elaborate. Anh chị em, tôi không thể là giảng cho có 10 điểm về kiêng ăn cầu nguyện để có thể làm cho vấn đề nó rộng lớn nữa. I just have to tell you as it is. Tôi chỉ muốn chia sẻ với anh chị em chính xác như điều Chúa ngài muốn chúng ta thấy. I think what people tend to see is I need to know everything about this subject before I do it for the Lord. Anh chị em, có người thì chúng ta lại có một cái quan niệm như thế này. Tôi phải nghiên cứu một cách cặn kẽ và hiểu hết tất cả những điều liên quan đến một lĩnh vực nào đó trước khi tôi áp dụng và làm theo lời của Chúa. And what you're saying is, Lord, I need to know everything before I trust you. Thì ý của chúng ta thật ra nói với Chúa như thế này. Con phải biết hết tất cả trước khi con đặt lòng tin nơi Chúa. I want to tell you, that's one big portion of fasting is having faith and trusting in the Lord for something that you're praying for. Cho tôi nhắc anh chị em một cái phần rất lớn để chúng ta đến với Chúa trong sự kiêng ăn cầu nguyện. Đó là chúng ta giao trọn đời sống của chúng ta cho Chúa và luôn cả vấn đề tin cậy vào trong sự khôn ngoan dẫn dắt của Chúa. I think that for many people, tôi nghĩ rằng đối với một số người, especially here at our church, nhất là ở tại hội thánh của chúng ta, fasting 21 days of prayer, kiêng ăn và trong 21 ngày cầu nguyện, all you do is you take the packet outside and you just follow along every day and call that your fast. Anh chị em có thể là đi ra và chúng ta lấy cái tập tài liệu ở phía sảnh, tiền sảnh của chúng ta, rồi chúng ta theo nó một cách chính xác mỗi ngày, thì chúng ta gọi đó là kỳ kiêng ăn cầu nguyện của chúng ta. No sacrifice needed. Không có một cái gì được gọi là phải hy sinh. No, you don't have to come to the Lord mourning, weeping or anything. You just open up a page and say, day one, prayer for Houston. Lord, we pray that you're here with the city of Houston. Amen. I'm done. Có thể chúng ta mở ra tập tài liệu ngày hôm nay, cầu nguyện cho thành phố Houston, rồi tại đó có mấy điểm cầu nguyện hôm nay sẽ cầu nguyện cho thành phố Houston và chúng ta thực hiện điều đó xong, chúng ta nói rằng hoàn tất ngày hôm nay. I think what people don't understand is during the times of fasting, especially in the packets, is, well, Lord, how are you going to use my life during this time as we're praying for day one for, let's just say the subject was salvation for Houston. Điều mà chúng ta không hiểu đó là nếu ở trong tài liệu mà thí dụ như ngày hôm nay cái chủ đề của đề tài của ngày cầu nguyện hôm nay đó là sự cứu rỗi cho người dân sống ở tại thành phố Houston. I think with fasting you have to understand that you need to know in your heart that I need you, Lord, and this is why I'm sacrificing. This is why I'm giving it up. I understand that this takes more time in my life, so this is what I'm giving up to pay closer attention to you. Và đây là điều mà đáng lý chúng ta cần phải hiểu và áp dụng. Đó là chúng ta nhận biết được rằng để sự cứu rỗi có thể đến cho dân tại thành phố Houston thì là Chúa, đây là điều mà con cần và đây là lý do tại sao con tìm kiếm Chúa đến gần Ngài, bởi vì chính Chúa Ngài là đấng có thể ban cho chúng con khả năng để có thể đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho thành phố của con. I think the second key component of fasting. Tôi tin rằng cái điều, cái chìa khóa quan trọng thứ hai trong việc kiêng ăn và cầu nguyện. Many of us hardly get to this portion of fasting. Nhiều người trong chúng ta thì rất hiếm để chúng ta đến được cái giai đoạn này và cái chỗ này ở trong kỳ kiêng ăn của chúng ta. It's fasting and repentance. Đó là kiêng ăn cộng với sự ăn năn. As you fast, trong lúc chúng ta kiêng ăn, you should realize, chúng ta cần phải nhận biết what you're doing more than spending time with God. Chúng ta đã làm và dành nhiều thời giờ cho những thứ gì thay vì chúng ta dành thời giờ với Chúa. As you fast, trong lúc chúng ta kiêng ăn, you realize things about yourself. Chúng ta nhận biết rất là nhiều điều về chính mình. I used to say this to people all the time. Tôi thường hay nói những điều này với những người lân cận. My first 5 days of fasting. 5 cái ngày đầu của kỳ kiêng ăn của tôi. Be very careful around me. Thì phải cẩn thận nha, coi chừng mất, đừng có gần tôi. Because the Lord is really just pushing things out of my life. Bởi vì lúc đó là cái giai đoạn mà Chúa ngài đang đẩy nhiều thứ để dọn dẹp ra khỏi đời sống của tôi. At my house. Ở nhà của tôi. On Tuesdays especially. Nhất là ngày thứ ba ở trong tuần.
And my wife is here, but I will say it anyways. À, vợ của tôi đang ở trong phòng thờ phượng tới đây, nhưng mà tôi cứ nói. On Tuesdays. À, trong ngày thứ ba. Because that's her day off. Đó là ngày nghỉ của nhà tôi. There's two things I make sure she has before she wakes up. Đó là có hai điều mà nhà tôi cần phải làm trước khi tỉnh giấc. Coffee. Đó là cà phê. And breakfast. Và buổi ăn sáng. You may say, Pastor Sam, that is so sweet of you. That is very nice. Thì quý vị có thể nói, mục sư Sam chăm sóc vợ như vậy thật là dễ thương và ngọt ngào đó. No, it's because I'm scared. Không phải đâu, tại vì tôi lo sợ. I think it's called like server or something like that, right? Trong tiếng Việt của chúng ta rất là handpick. My wife without caffeine, she's a little different. Vợ của tôi mà thiếu chất caffeine đó thì là con người khác hoàn toàn. My wife when she's hungry is a little different. Vợ của tôi mà bụng đói nữa thì cũng khác lắm. That's just on Tuesdays for me. Đó chỉ là mỗi ngày thứ ba đối với tôi. But every day of my life, she makes sure to keep the fridge full because she knows I'm different when I'm hungry. Nhà của tôi thì phải lo là cái tủ lạnh luôn luôn là phải đầy thức ăn, bởi vì nhà tôi biết một cách rất là rõ, tôi mà đói nữa thì là khác lắm. Anyone get a little angry when you're hungry? Anh chị em có thể dễ nổi cáo khi mình đói không? No. Không có ai hết. About 12:25, many of you start to get really antsy. Chừng khoảng 20-25% anh chị em khi mà mình đói là mình bắt đầu mình cảm thấy khó chịu. Almost about every Sunday. Hầu như là mỗi ngày Chủ nhật. Some of you line up for food before the service is even done. Có người đó là đã đi ra trước. Tại ngoài đó để xếp hàng để lấy thức ăn trước khi buổi thờ phượng chúng ta kết thúc. Some of you leave service like, this pastor's taking so long, and then you eat some soy after. Mục sư, that was a great message. That was so good. Có người thì bước mình bước ra và nói mục sư xem ông giảng lâu quá, nhưng mà khi ra tới ngoài trước ăn được một nắm soy thì chạy trở vô vỗ vai và nói mục sư xem bài giảng hôm nay tuyệt vời nha. You know, something about not getting what your body wants triggers something about your emotions. Anh chị em, khi cái bụng của chúng ta mà nó không được đầy cho những điều mà chúng ta mong muốn khi chúng ta đói đó, thì nó đã kích hoạt một cái gì đó liên quan đến cảm xúc của chúng ta, vì chúng ta thấy nó rất rõ. Nó and how do you think the Holy Spirit is in your life when you're not feeding your spiritual man the things that it's craving? Còn đời sống thuộc linh của chúng ta, tâm linh của chúng ta như thế nào khi nó đang đối khác Chúa và những điều thuộc linh mà chúng ta không đáp ứng, thì chúng ta thấy tâm linh chúng ta như thế nào? I want you to think about it like this. Tôi muốn anh chị em hãy hình dung như thế này. If you're gonna go running, thì chúng ta chuẩn bị để chúng ta chạy bộ. Or if you're going to work, hay là chúng ta chuẩn bị đi làm. You make sure you eat. Chúng ta muốn đảm bảo rằng mình phải có gì dặn bụng chứ. You make sure you have coffee. Đáng lý là mình phải có ly cà phê. You make sure you stay hydrated. Đảm bảo rằng mình phải uống nước đầy đủ. Why? Tại sao? Because you need energy for the entire day, right? Bởi vì chúng ta cần có sức lực để chúng ta, năng lượng để chúng ta có thể làm việc suốt ngày, phải không? Right? Phải không? Yes, or I'm the only one that eats in the morning. Có phải chỉ mình tôi là người duy nhất cần ăn sáng ở tại đây không? So what about the days that you're going through something so tough and it's inside your heart and it's spiritual? Và có điều gì xảy ra, thử hình dung với tôi, là anh chị em trải qua một ngày rất là khó khăn, đầy thách thức, mà có người tâm linh của anh chị em đó thì đang lên tiếng với chúng ta rằng nó đang đói, nó đang cần một điều gì đó, nó liên quan đến thuộc linh. Did you feed your spirit that morning? Thì câu hỏi của chúng ta đó là sáng hôm đó chúng ta có cho người tâm linh chúng ta ăn cái gì không? Did you pray? Did you speak to the Lord? Did you read your Bible? Did you worship? Did you do any of those things? Chúng ta có đọc lời của Chúa, chúng ta có cầu nguyện, chúng ta có thờ phượng ngợi khen Chúa không, hay là làm những điều đó không? See, what many of us don't understand. Điều mà nhiều người trong chúng ta không biết, không hiểu. Is when scripture says, là khi lời của Chúa nói that we can't live by bread alone, là loài người chúng ta không chỉ sống nhờ bánh mà thôi, but by every word that comes from the mouth of God, nhưng mà nhờ mỗi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời. You think about that. Chúng ta thử suy nghĩ về điều đó. See, many of us are so concerned with the maintenance of our daily life by making sure you eat, making sure you drink, but many of us tend to forget, make sure you pray,
Make sure you read your Bible. Make sure you worship God. Nhiều người trong chúng ta thì chúng ta muốn đảm bảo là cơ thể của chúng ta, sức khỏe thuộc thể của chúng ta được tốt, cho nên chúng ta cho nó ăn, cho nó uống. Nhưng mà còn đời sống tâm linh của chúng ta, con người thuộc linh của chúng ta, con người tâm linh của chúng ta có đảm bảo rằng chúng ta có lời của Chúa, chúng ta đọc lời của Chúa, ăn nuốt lời của Chúa, có cầu nguyện, có tương giao với Chúa không? The reason why is because many of us don't see it as a necessity until something's wrong in our life. Anh chị em, lý do là bởi vì nhiều người trong chúng ta không thấy đó là một cái nhu cần lớn ở trong đời sống của chúng ta, cho đến khi đời sống của chúng ta gặp những sự khó khăn, thách thức. A well-balanced diet. Anh chị em, một cái thức ăn và chất dinh dưỡng đầy đủ, quân bình. Is what helps the body function. Nó giúp cho cơ thể của chúng ta có thể hoạt động. A well-balanced spiritual life. Một cái đời sống tâm linh quân bình, lành mạnh. Is what helps your relationship with God function. Sẽ giúp cho mối liên hệ chúng ta với Chúa có thể hoạt động tốt đẹp. There are a lot of people, có nhiều người, including myself, trong đó có tôi nữa, who don't eat a well-balanced diet. Không có ăn một cách gọi là đầy đủ dinh dưỡng và quân bình. A lot of Vietnamese people don't have this problem. Nhiều người Việt Nam thì không có cái nan đề này. But I don't like eating vegetables. Nhưng mà cá nhân tôi đó thì là tôi không thích ăn rau củ. I don't. Tôi không thích ăn rau củ. Many of you would go to your backyard and pick your best vegetables. Anh chị em thì có thể ra ngoài sân sau của chúng ta và chúng ta có thể hái rau củ. I've seen some of you walk into the church giving each other melons that have grown this big. Tôi thấy có nhiều anh chị em đã đi vào ở trong nhà thờ từ đây và chia sẻ với các anh chị em khác những cái trái dưa nó to như thế này. You care about your vegetables. Anh chị em chăm sóc kỹ lắm về những cái rau, những cái trái mà anh chị em trồng. What happens to a person that doesn't eat a well-balanced diet without vegetables? Anh chị em, cái điều gì xảy ra và cần thiết cho một người ăn uống không có mà đầy dinh dưỡng và quân bình, cần có những cái rau quả ở trong đời sống của mình. You get backed up. Thì chúng ta thấy rằng thân thể của chúng ta nó sẽ bị táo bón. The waste can't pass through your life. Thì chúng ta thấy rằng có những thứ mà cần phải loại ra thì nó vẫn còn bị kẹt ở trong chúng ta. What about your spiritual life? Đời sống tâm linh của chúng ta thì sao? How does the waste pass through your life? Thì những cái điều ô trược, những điều cần phải thải ra khỏi đời sống của chúng ta thì làm sao nó ra được? When you don't have a well-balanced spiritual life. Thì chúng ta không có một đời sống thuộc linh quân bình và lành mạnh. In times of fasting, when you pair it with repentance, you realize the things that you're doing incorrectly. Ở trong lúc chúng ta kiêng ăn và ăn năn, thì chúng ta thấy rằng, chúng ta khám phá rằng có những điều chúng ta làm ở trong đời sống của chúng ta và nó là những điều không tốt, nó là những điều không giúp đỡ cho sức khỏe trong chúng ta cần phải được thải ra ngoài. And you begin to repent for the things that you've done without even knowing. Và chúng ta bắt đầu ăn năn cho những điều mà chúng ta đã làm dù lúc đó mình không biết. For instance. Thí dụ. I told you I used to tell people don't speak to me for the first 5 days of my fasting. Tôi đã chia sẻ với anh chị em là tôi đã từng căn dặn những người lân cận của tôi đó là coi chừng đừng gần tôi và phải để ý 5 ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu kiêng ăn cầu nguyện. Because I know without the Lord. Bởi tôi biết rằng không có Chúa. I'm short with people. Thì tôi rất là dễ để nổi cáo với những người lân cận. That's just me being honest. Đó là cái sự thành thật của tôi. My temper is very short. I like things done the most fast and efficient way. Tôi rất là dễ để nổi nóng ở trong những lúc đó. Nhất là đến những chuyện mà tôi muốn việc phải thực hiện thật nhanh và phải làm đúng cách. And I realize what I really am without the love of Christ. Thì lúc đó tôi bắt đầu khám phá ra được con người thật của tôi thiếu tình yêu thương của Chúa thì nó như thế nào. Because through the love of Christ, nhưng mà bởi vì qua tình yêu của Chúa, I understand the grace he has on me. Tôi bắt đầu hiểu được Ngài cho tôi rất nhiều ân điểm. And then I have the grace for others. Lúc bây giờ tôi cũng cho mọi người có nhiều cái ân điểm. And so it makes me aware is when I'm fasting and I find myself being short with somebody, I say, Lord, I still need more of you. Và rồi tôi đã học được điều này. Khi tôi kiêng ăn và thấy rằng mình dễ nổi giận với những người lân cận, thì lập tức tôi đến với Chúa rằng, Chúa ơi, con ăn năn về cái việc này, xin giúp đỡ con. Or whenever I'm fasting, là trong lúc tôi kiêng ăn. And let's say I'm fasting social media. Thí dụ như tôi
kiêng bỏ mạng xã hội. And I find myself in the day just without thinking, just grabbing my phone and just, oh, what am I doing? Tôi bắt gặp chính mình đó là nắm lấy cái điện thoại rồi cũng bắt đầu lướt sóng. Ô, Chúa ơi, tại sao con làm việc này? I realized that without even thinking, I'd rather look what's happening in the world than spend that time with God when I'm fasting. Thì tôi nhận biết được rằng tôi rất là dễ. Thay vì dành thời giờ để lướt Facebook và xem biết những chuyện gì đang xảy ra trên thế giới, thay vì dành thời giờ ở trong sự hiện diện của Chúa và lời của Ngài. Or I realize where my heart and my intentions are compared to spending time with the Lord. Tôi cũng biết được cái thái độ và tấm lòng của tôi cũng như ý định của tôi thay vì dành thời giờ với Chúa. And when I begin to repent of those things, khi tôi bắt đầu ăn năn về những việc đó, it fixes the unbalance in my life. Thì nó bắt đầu chỉnh đốn và sửa được cái chỗ bất quân bình ở trong đời sống của tôi. And during that time of repentance, it brings me closer to the Lord. Và trong cái thời giờ mà ăn năn đó thì nó đã đem tôi đến gần Chúa càng hơn. When the scripture says to not tear your clothing in your grief, but tear your hearts instead, return to the Lord your God, for he is merciful and compassionate, slow to anger and filled with unfailing love, that scripture alone should be enough for you to say, Lord, you're more than enough for everything in my life. Khi lời của Chúa nói với chúng ta rằng bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta, hãy kiêng ăn khóc lóc và đau buồn, hãy xé lòng của các con đừng xé áo, hãy trở về với Jehovah Đức Chúa Trời của các con, vì Ngài nhân từ, thương xót, trọng giận và giàu tình thương, đổi ý không giáng tai họa. Chừng đó thôi cũng đủ lý do để chúng ta quay trở lại với Chúa với một tấm lòng ăn năn khi chúng ta kiêng ăn và trở lại cùng Chúa. There are truly days in my life. Có những ngày trong đời sống của tôi thật sự đã xảy ra. That I realize in moments where I'm far from what the Lord wants me to do. Tôi nhận biết đó là cuộc đời của tôi còn rất xa đối với những điều mà Chúa muốn tôi làm. And when I'm fasting, và khi tôi kiêng ăn, it heightens that even more. Thì nó lại làm cho cái vấn đề nó càng rõ nét hơn. When I'm fasting, khi tôi kiêng ăn, sensitive to what the Holy Spirit wants me to do. Tôi nhạy bén hơn cho những điều mà Đức Thánh Linh muốn tôi làm. I'm hyper aware of what I'm not supposed to do. Và tôi cũng nhận biết một cách rất là nhanh chóng, một cách sắc bén cho những điều mà tôi đáng lý không nên làm. What some people think is when you fast, you're going to be at your weakest. Có người thì nghĩ rằng khi mình kiêng ăn là cái lúc mà mình yếu nhất. But when I fast, nhưng mà khi tôi kiêng ăn, I'm the most alert. Thì tôi lúc đó rất là tỉnh. I'm the most aware. Tôi cũng rất là nhận biết một cách rất là sáng suốt và sắc bén. It's because I've starved my flesh from the things that it wants and supplemented it with what God wants for my life. Bởi vì tôi bỏ đói con người xác thịt và bản ngã của tôi để có thể kinh nghiệm được những điều mà Chúa ngài dành cho tôi. I believe right now. Tôi tin rằng ngay bây giờ. That I should just say. Đó là đây là điều mà tôi cần phải nói. That if you're dealing with an addiction, nếu anh chị em có mặt ở tại đây và có ai đó đang bị một cái chứng nghiện gì đó, fast and repent, thì hãy ăn năn, kiêng ăn và ăn năn. You'll see, rồi bạn sẽ thấy. You'll truly see, bạn sẽ thật sự thấy. How much you relied on that sin as a crutch in your life. Đó là bạn đã tùy thuộc và nhờ cậy vào trong cái tội đó như là một cái nạn để mình chống đi ở trong cuộc đời của mình. And you'll end up repenting in your heart. Mà khi chúng ta thật lòng ăn năn ở trong tấm lòng của mình, realizing that in your times of weakness you would turn to that instead of turn to God. Và chúng ta nhận biết được rằng trong cái lúc chúng ta yếu đuối thì chúng ta đã say đi tìm sự giúp đỡ của cái thứ đó thay vì chúng ta chạy đến với Chúa. The last one. Điều cuối cùng. Fasting has to be supplemented with sacrifice. Kiêng ăn phải cộng thêm có một cái sự hy sinh kèm theo. You know, there's a time in the Bible where Jesus is being tempted. Có một cái lúc ở trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, chính Đức Giê-xu cũng trải qua sự cám dỗ. And even he, và luôn Chúa Giê-xu, even Jesus fasted. Chúa Giê-xu cũng kiêng ăn. See, this is not something that's asked of us that he didn't do. Đây không phải là điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta làm, còn Chúa thì không làm điều đó. This is something that he has done and has seen the benefit. Đây là điều mà chính Đức Giê-xu ngài đã làm và đã thấy được kết quả. When I think about this story, khi tôi nghĩ đến câu chuyện này, I put myself in the position of realizing that the battle that we face every day,
thì tôi nhận biết được cái chiến trận mà tôi cũng như chúng ta đối diện mỗi ngày. Many of us have lost that battle to the enemy every day. Và nhiều người trong chúng ta đã thất trận đối với sự tấn công của kẻ thù mỗi ngày. But even before Jesus was being tempted, nhưng mà trước khi Đức Chúa Giêsu ngài chịu cám dỗ, he was prepared. Ngài đã có sự chuẩn bị. How? Bằng cách nào? In Matthew chapter 4, ở trong Matthew chương 4, verse 1 to 11, từ câu 1 cho đến câu số 11, it says, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. Sau đó Thánh Linh đem Đức Chúa Giêsu vào quan mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Number 2, verse 2 says, for 40 days and 40 nights he fasted and became very hungry. Sau khi kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm, ngài đói. Praise the Lord that even Jesus got hungry during fasting. Cảm ơn Chúa vì chính Đức Chúa Giêsu cũng đói trong lúc kiêng ăn. Because we know, bởi chúng ta biết, it's a sacrifice. Đó là một sự hy sinh. Even Jesus got hungry. Chính Đức Chúa Giêsu cũng đói. During that time, the devil came and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. Trong lúc đó thì kẻ cám dỗ đã đến gần và nói với ngài, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá này thành bánh đi. But Jesus told him, no, the scripture says people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã đáp lại với nó, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. And the devil took him to the holy city Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, if you're the Son of God, jump off, for the scripture says he will order his angels to protect you, and they will hold you up with their hands. Ma quỷ cũng đem ngài vào thành thánh, đặt ngài trên nóc của đền thờ và nói, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép, Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e cho ngươi vấp phải đá chăng. And Jesus responded, the scriptures also say, you must not test the Lord your God. Đức Chúa Giêsu đáp rằng cũng có lời chép, ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Next, the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. I will give it all to you, he said, if you kneel down and worship me. Kế tiếp ma quỷ lại đem ngài lên đỉnh núi cao chỉ cho ngài tất cả các vương quốc ở trên thế gian với sự uy hoàng của chúng và nói, nếu ngươi sắp mình xuống thờ lại ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này. Get out of here, Satan, Jesus told him, for the scripture said you must worship the Lord your God and serve only him. Đức Chúa Giêsu phán với nó rằng, hỡi Satan, hãy lui ra ngay, vì có lời chép, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình ngài mà thôi. As we fast, trong lúc chúng ta kiêng ăn, có một sự hy sinh mà chúng ta hy sinh. But what we see in scripture right here, nhưng mà chúng ta có thể thấy được trong phần kinh thánh này, Jesus fasted for 40 days and 40 nights. Chúa Giêsu ngài kiêng ăn và trong 40 ngày 40 đêm. He made a sacrifice in his life. Ngài đã làm một sự hy sinh trong cuộc đời của ngài. You can see that because he was hungry. Và chúng ta thấy ở đây chính Đức Chúa Giêsu trải qua điều đó và ngài đói. He gave something up. Ngài đã hy sinh một điều gì đó. But what did it do? Và chuyện gì xảy ra? You see that it has prepared his heart. You see how strong he is, and the words that he says, the quoting of scripture, the obedience of what he stands on. You see it all in scripture. Anh chị em thấy cái kết quả đó là chuẩn bị Chúa cho sự cám dỗ này. Ngài trích kinh thánh, ngài mạnh mẽ chống lại với ma quỷ, kẻ cám dỗ. Và ngài đã đắc thắng như chúng ta thấy trong phần kinh thánh này. Fasting prepares your hearts for the attack of the enemy. Anh chị em kiêng ăn nó sẽ chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để chúng ta sẵn sàng để đối diện với sự tấn công của kẻ thù. Fasting heightens your ability to realize what is an attack from the enemy. Kiêng ăn sẽ làm nhạy bén hơn cho đời sống của chúng ta đối với những đường lối và kế hoạch tấn công của kẻ thù. Fasting truly helps us to rely on Christ during our times of true need. Anh chị em kiêng ăn sẽ chuẩn bị chúng ta để chúng ta biết nhờ cậy Chúa trong những giây phút rất cần ở trong đời sống của chúng ta. And many of us in our life, nhiều người trong chúng ta, you may be feeling defeated. Anh chị em có thể cảm nhận là mình bị đánh bại. You may be feeling like I'm getting beat up by the enemy all the time. Và chúng ta có thể cảm thấy rằng mình bị ma quỷ nó đánh đập mình tơi tả mỗi ngày. Nothing's going right in life. Không có gì xảy ra trong đời sống của tôi mà nó là tốt và đẹp hết. But I promise you. Nhưng mà tôi cam đoan với anh chị em. If you begin to fast. Anh chị em bắt đầu kiêng ăn. And allow the Lord to purge out the negative things that the enemy has instilled in your mind. Để Chúa ngài tỉa sửa và rửa sạch, đem ra khỏi đời sống chúng ta cho những điều mà ma quỷ có thể đặt để ở trong đời sống của chúng ta cũng như tâm trí của chúng ta. When the enemy attacks, you'll be able to quote what it is that the Lord has said. Khi ma quỷ tấn công thì chúng ta có thể nhận được lời của Chúa và chúng ta có thể trích kinh thánh để chúng ta đối diện lại với những cái ý tấn công của kẻ thù. But just like scripture says that people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Và như lời của Chúa tại đây xác nhận với chúng ta là
Loài người chúng ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. You know, in my life, anh chị em, trong đời sống cá nhân tôi, excuses, tôi thường đã tạo ra nhiều cái lý do thối thác. I can't fast. Tôi không thể kiêng ăn được. And if I fast, I'll do it maybe one time in the day. Nếu tôi kiêng ăn thì chắc là chỉ kiêng ăn một cái giai đoạn nào đó ở trong ngày của tôi. Or I used to create a fast that was an easy fast. Hoặc là tôi tạo nên một cái sự kiêng ăn là rất là dễ để thực hiện. Just so that. Để mà. I could say I fasted. Tôi có thể hãnh diện và nói với mọi người tôi cũng kiêng ăn đó chứ. But I used to have times after 21 days and I would say I didn't learn anything. Và tôi cũng đã từng trải qua sau 21 ngày tôi có thể kết luận rằng tôi không học được gì mới. At the end of it I would feel like I just gave up something for 21 days and received nothing. Và tôi cảm thấy rằng mình đã hy sinh, đã từ bỏ một cái gì đó trong 21 ngày rồi không nhận lại điều gì. And for me it happened when I used to do a kind of fast where I would say, okay, I won't eat but one meal a day. Có thể nó là như cá nhân tôi, đó là tôi đã đi đến một cái kế hoạch, đó là chỉ kiêng một bữa ăn trong ngày của tôi mà thôi. And I used to say, that's a big sacrifice. I can make that for the Lord. Và tôi đã từng nói rằng đó cũng là một cái sự hy sinh lớn mà tôi có thể làm điều này cho Chúa. But when that last meal would come up, nhưng mà khi cái bữa ăn cuối cùng đó mà nó đã vừa kết thúc, I would eat three meals in that one meal. Thì tôi sẽ ăn ba bữa thay thế cho cái bữa mà mình đã kiêng. I would go eat at a buffet or something for the last meal of the day. Tôi sẽ đi đến buffet và ăn cho nó đáng gấp ba lần cái bữa mà mình nhịn. But I still fasted. Nhưng mà tôi vẫn là người kiêng ăn mà. See, many of us we create these ideas to get away from what fasting is really about. Anh chị em, có nhiều người trong chúng ta đã lên những kế hoạch để chúng ta có thể qua mặt cũng như là nói về cái sự kiêng ăn của mình, chúng ta tìm cách để và phương án để chúng ta thực hiện nó. Some of us will say, "Oh, I'll fast Facebook." Có người thì nói rằng tôi kỳ này sẽ kiêng bỏ Facebook. So you'll spend 0 hours on Facebook but 12 hours on Instagram. Thì chúng ta có thể là không có bỏ một phút nào cho Facebook nhưng mà bỏ 12 giờ đồng hồ trong ngày ở trên Instagram. We make loopholes for us to get away with fasting. Chúng ta dường như là tìm cái lỗ hổng của luật pháp đó, liên quan đến vấn đề kiêng ăn và chúng ta gian lận. That's not what fasting is about. Anh chị em, nói không phải là ý nghĩa thật của sự kiêng ăn. I'll tell you and I'll end with this story. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em và sẽ kết thúc với câu chuyện này. Last year, năm ngoái, in the 21 days of fasting, trong 21 ngày kiêng ăn, I didn't fast because conference was coming. Tôi không có kiêng ăn lý do vì là đại hội sắp xảy ra. I fasted. Nhưng mà tôi đã kiêng ăn với một mục tiêu. Because I wasn't happy where my life was. Đó là tôi không vui với đời sống của tôi lúc bấy giờ. I wasn't happy with where my relationship with God was. Tôi không có vui và không có thỏa lòng với mối liên hệ của tôi với Chúa trong lúc đó. I knew I could do more for God. Tôi biết rằng tôi có thể hầu việc Chúa nhiều hơn. I knew I was creating loopholes in my life. Tôi say I was spending a lot of time with God. Tôi thấy rằng mình đã tự tạo lên như là cái lỗ hổng của luật pháp đó để có thể tuyên bố rằng tôi đã dành nhiều thời giờ với Chúa. I realized that in that moment before we began fasting, I said, "Lord, this time of fasting is not about conference, but this time of fasting is about a difference in my own life." Anh chị em và tôi đã đi đến một cái quyết tâm và tôi thưa với Chúa rằng là Chúa, lần này con kiêng ăn không phải là để chuẩn bị cho đại hội phục hưng, nhưng mà con kiêng ăn là bởi vì con cần có một sự thay đổi ở trong cuộc đời của con. And when I made that sacrifice, và khi tôi làm cái sự hy sinh đó, when I truly made that sacrifice for the Lord, khi tôi thật sự có một sự hy sinh trong việc kiêng ăn cho Chúa, not only was I able to go past 21 days, but I was able to sustain something in my life for an entire year. Anh chị em, tôi chẳng những là có thể đi suốt qua được 21 ngày, nhưng mà vẫn giữ vững được suốt cả một năm cho những điều mà tôi đã nhận được trong kỳ kiêng ăn. Why? Because I created no loopholes. Tại sao? Bởi vì tôi không có tạo nên và những cái chỗ kẽ hở để tôi có thể gian lận. I did it for all the right reasons. Tôi làm tất cả với cái mục đích rất là đúng. I did it all for Christ. Tôi làm tất cả một cách rất chân thành cho Đấng Christ. I prayed every day. Tôi cầu nguyện mỗi ngày. I repented every day. Tôi ăn năn mỗi ngày.
I made a true sacrifice to the Lord with my body and my life every day. Tôi thật sự đã làm một cái sự hy sinh ở trong đời sống của tôi cho Chúa mỗi ngày. Use my life today, Lord. Và tôi thưa với Chúa rằng là Chúa, xin sử dụng cuộc đời con hôm nay. I think that many times in our lives when we fast, we like to do this thing where if you're fasting, you retreat and you aren't a normal person anymore. You just hide away and just me and God, just me and God. But the blessing I've learned during my time of fasting privately was when I was able to spend time with people publicly and see what the Lord was manifesting out of my life and also showing the benefit of having more of Him. Anh xem có nhiều người trong chúng ta tự tạo nên cái bức ảnh này. Đó là khi tôi kiêng ăn, là tôi sẽ đi vào nơi vắng vẻ và tôi ở riêng với Chúa tại đó, tôi trốn với cái chỗ đó. Nhưng mà cá nhân tôi thì kiêng ăn đối với tôi là dành nhiều thời giờ với Chúa ở trong riêng tư với Ngài và để sẵn sàng để có thể giúp đỡ phục vụ nhiều người ở giữa công chúng. Và đó chính là điều mà Chúa Ngài đã ban phước ở trên đời sống của tôi. Và đó là kinh nghiệm của cá nhân tôi. And when you read in scripture, khi chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, and you see the portion that the Bible talks about fasting and how you shouldn't publicly announce it to people or walk around looking sad or washing your face or fixing your hair. Khi chúng ta đọc ở trong lời của Chúa và cái sự chỉ dẫn của Chúa đó là khi chúng ta kiêng ăn, đừng làm mặt buồn rầu. Nhưng mà chúng ta phải chải tóc, chúng ta phải sức dầu cho và chúng ta đi qua những ngày đó với một cái động cơ tốt đẹp. This is what I believe. Đây là điều mà tôi tin. What I believe. Cá nhân tôi tin. When I fast, khi tôi kiêng ăn, my fasting is unto the Lord. Thì cái sự kiêng ăn của tôi là để cho Chúa. Just like my tithing. Cũng giống như là cái việc tôi dâng phần 10. Imagine this with me. Xin hình dung với tôi điều này. Every time the offering bucket comes around in church. Mỗi lần mà cái thùng tiền dâng hiến được chuyển ra trước mặt. And you take out whatever you're offering to the Lord. Thì chúng ta đem cái phần mà chúng ta dâng cho Chúa. Oh, I can't believe I'm doing this today. I can't believe I have to give Him money today. Thì miệng thì lẩm bẩm, ở trong lòng thì cứ nói, tôi không ngờ và không tin nổi là tôi lại làm cái chuyện này. Or every time. Mà mỗi lần. Every time Bạc Đức comes up here or Timothy comes up here to do tithing, you're like, oh, here the church goes again asking me for money. Và mỗi lần chú Đức hoặc là chú Timothy mà lên đây đứng để cho, rồi hội thánh lại nói đến tiền bạc và muốn móc túi tôi nữa. I don't even know where this money is going. Không biết là tiền nó sẽ đi về đâu. Must be going to Pastor Sam. Chắc là để vô trong túi của mục sư Sam hết. Must be going to the AC because they keep it so cold in here. Chắc là cũng để trả tiền điện máy điều hòa bởi vì họ chạy nó với nhiệt độ quá lạnh. But in your heart, rồi xem trong tấm lòng của chúng ta. When you give unto the Lord, khi chúng ta dâng cho Chúa. If you're not doing it joyfully, nếu chúng ta không dâng một cách vui vẻ. I'm be honest. Tôi rất là thành thật với anh em đây. It's just a waste. Thì đó là một cái sự phí phạm. When you can't give God your best, nếu chúng ta không dâng cho Chúa cái điều tốt nhất, even in times of fasting, thì luôn cả trong cái sự kiêng ăn, I'm gonna tell you the truth. Thì tôi nói thật với anh chị em. It's a waste. Thì đó là một cái phí phạm. I've fasted many times in my life and realized the times that it was a waste was because I had a grumbling heart towards fasting. Anh chị em, nhiều lần tôi đã nhìn và nhận cái kết quả đó là kiêng ăn nó là một cái việc tôi phí phạm chỉ giờ cũng như là những việc bởi vì cái lòng của tôi trong cái sự kiêng ăn đó nó sai lệch rất là xa. But when I do things out of joy and do it unto the Lord, nhưng mà khi tôi làm ở trong sự vui mừng và làm để nhận biết là làm cho Chúa, I've received everything that I needed to receive from the Lord. Thì tôi đã nhận được tất cả những gì tôi có thể nhận được từ nơi Chúa. And when I fast, và khi tôi kiêng ăn, it's not about what I'm going to get out of it. Thì không phải là tôi sẽ được lợi ích gì từ sự kiêng ăn này. For me, it's really about just spending more time with the Lord. Và đối với tôi đó là được nhiều thời giờ hơn, dành nhiều thời giờ hơn với Chúa. A lot of us say, nhiều người trong chúng ta có thể nói, that in our days we don't have enough time to spend with the Lord. Đó là trong ngày của chúng ta không có đủ thời giờ để có thể dành thời giờ với Chúa. I challenge you. Tôi thách thức anh chị em. Why don't you fast one of those things that causes you to not have enough time for the Lord? Tôi khuyên anh chị em đó là kiêng bỏ cái gì đó khiến cho anh chị em không đủ thời gian để dành thời giờ với Chúa. Give that time to the Lord. Dành cái thời giờ đó cho Chúa. See, fasting as a corporate, as our church together. Anh chị em, khi chúng ta là hội thánh, chúng ta cùng nhau định và có kỳ kiêng ăn này chung với nhau. I hope you can have this in mind. Thì tôi hy vọng rằng anh chị em
sẽ có những ý tưởng này ở trong tâm trí của mình. Is Lord, Lạy Chúa, how can you change and transform my life? Lạy Chúa, bằng cách nào Chúa có thể biến đổi cuộc đời và tấm lòng của con? So that I can get closer with you. Để con có thể gần gũi Chúa càng hơn. But also so that I can be a reflection of you at the church, in the world. Mà cũng để con có thể phản ánh Chúa ở trong đời sống của con, ở tại hội thánh cũng như ở ngoài thế giới kia. In that time of repentance, Lord, I'm sorry for everything that I've put before you. Ở trong thời gian của sự ăn năn, Lạy Chúa, con đã sai lầm rồi, xin Chúa tha thứ cho con vì con đã đặt nhiều thứ ưu tiên hơn Chúa. And in that time of sacrifice during your fasting. Và trong cái thời giờ anh chị em hy sinh trong sự kiêng ăn hy sinh. It's not out of a heart of grumbling and saying, why am I doing this? This is not important. Không phải một tấm lòng cằn nhằn, nhưng mà tại sao tôi phải làm cái việc kiêng ăn này? Nhưng mà hãy vui mừng vì biết rằng mình làm là làm cho Chúa. Lord, this is for you. Hãy Chúa con làm điều này cho Ngài. This is for you. Là cho Ngài. 21 days of prayer and fasting changed our church. 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện năm ngoái đã thay đổi hội thánh của chúng ta. Church, I challenge you. Hội thánh cho tôi thách thức anh chị. Not just because of revival conference. Không phải là bởi vì chúng ta sắp sửa có đại hội phục hưng chúng ta phải chuẩn bị. Not just because of revival conference. Không phải chỉ vì lý do là chúng ta chuẩn bị cho đại hội phục hưng. But for your own life. Nhưng mà cho đời sống của cá nhân anh chị em. God doesn't need a better you at revival conference. Thật ra Chúa Ngài không cần một con người tốt hơn của anh chị em cho đại hội phục hưng. But God needs a better you every day of your life. Và Chúa Ngài muốn anh chị em tốt hơn cho mỗi ngày của cuộc sống của anh chị em như là một lối sống của anh chị em. And when I say a better you, khi tôi nói rằng một người một bạn tốt hơn, I mean a person who relies on Christ even more every day. Ý tôi muốn nói là một cái người nương cậy nhờ cậy Chúa càng hơn mỗi ngày trong đời sống của mình. Church, let's stand to our feet. Hội thánh xin chúng ta cùng đứng lên. I want us to pray. Tôi muốn chúng ta cầu nguyện. And look in your heart. Xin chúng ta nhìn vào tâm lòng của mình, trái if tim của you mình. Can say this right now. Mình xem có thể nói điều này ngay lúc này. While you're looking in your heart. Trong lúc chúng ta soi xét tâm lòng của mình. I'm good. I don't need God. Tôi mọi việc đều ổn. Tôi không cần Chúa. I don't need a fast. Tôi cũng không cần kiêng ăn. There's something that needs to be checked. Thì có một điều gì đó chúng ta cần phải kiểm tra lại. Maybe you're looking in your heart and you're saying, Lord, I'm so far from you right now. Có thể anh chị em nhìn và soi xét tấm lòng của mình thì nhận biết, Chúa ơi, con sống quá xa Chúa. Lord, I want to take on and fast for you. Lạy Chúa, con muốn rất muốn tham dự vào kỳ kiêng ăn này để kiêng ăn cho Chúa. Maybe for some of you. Có thể có một số anh chị em. There's something. Thì có một điều gì đó that's in your life trong đời sống anh chị em that you can't shake. Đôi anh chị em không phủi nó được. Fast. Hãy kiêng ăn đi. Maybe there's something in your life. Có thể có điều gì đó trong đời sống anh chị em that you want the Lord to truly bless. Đôi anh chị em thật sự muốn Chúa Ngài sẽ ban phước cho điều đó. Fast. Hãy kiêng ăn. And ask the Lord during your times of fasting, is this even for you, Lord? Lạy Chúa, ngay trong thời giờ kiêng ăn, hãy luôn rằng là Chúa, điều này có thật sự là con làm là cho Chúa không? Lord, we want to give you the best offering. Chúa, chúng con muốn dâng cho Chúa một cái của dâng tốt nhất. We want to give you the best of our time. Chúng con muốn dâng cho Chúa cái thời giờ phần tốt nhất của thời giờ của chúng con. So Lord, right now. Nên là Chúa trong giờ này. We give you our hearts. Chúng con dâng cho Chúa tấm lòng của chúng con. Lord, you're all that matters to us. Vì Chúa ơi, Chúa là điều quý nhất trong cuộc đời của chúng con. You're all that matters to us. Chúa là điều quý trọng trong cuộc đời của con. It's not the benefits that we receive from you that matters, but it's just you. Là Chúa không phải là những lợi ích về của vấn đề là vấn đề, nhưng mà là chính mình Ngài, chúng con được chính mình Chúa càng hơn. So Lord, have your way. Cho nên lạy Chúa, xin ý Chúa được nên. We thank you, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa. Because we know that in the next 21 days there's going to be a change in our hearts. Chúng con biết rằng 21 ngày sắp đến sẽ có một sự thay đổi trong tấm lòng của chúng con. And we thank you in advance. Chúng con cảm ơn Chúa trước. Because you're a good God. Vì Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành. Amen.
Have your way, Lord. Cho nên lạy Chúa, xin ý Chúa được nên và hãy làm theo ý của Ngài. We pray this all in Jesus' name. Chúa cầu nguyện tất cả những điều này trong danh Đức Chúa Giêsu. Amen. 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 Church. Hội thánh, cảm ơn Chúa. Outside, when you walk out, there's going to be a packet. Khi chúng ta bước ra tiền sảnh, chúng ta sẽ thấy có những cái tập tài liệu. Use that as a guideline and a reference during this time of fasting. Hãy sử dụng tài liệu này để làm điểm chúng ta có thể cái linh trình này của chúng ta trong thời kỳ chúng ta kiêng ăn cầu nguyện. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.